Nice. Oh my god! Oh no! Oh.
What? Okay. Vet att det skulle vara med det. Ja, det som mycket du vet att det är med Mike Taylor och sådär. Vet att det skulle vara med det.
Wow. Oh. Wow. What? Ja, det som inte vet att det är man kan inte göra så där. Jag vet inte skulle vara med det. Nice. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work. I'm not in that way. I need a change in my life. Oh my god! Ja, det som inte du vet att det är man kan inte göra sådär. Jag vet inte skulle vara med det.
man kan inte göra så där. Jag vet inte hur det skulle vara med det. Huh? Oh no!
Ja, det som inte du vet att det är, man kan inte göra något sådär. Jag vet inte skulle vara med det.
Wow. Hello. Hello. Huh? Oh no. Thank you.
Nice. Nice. Oh.
thì làm gì có, gọi là làm gì có photoshop thì mình gặp. Đây cho mình con này sẽ là tông màu gọi là màu hồng nha. Mọi người mua tầm 5 đến 10 cái mình cũng mua trên này cũng được thì không ạ. Nó hàng phong to phong rộng cho em sang luôn. Bởi vì phong nó vẫn thế mà trên này có là dần nó được chọn mẫu cho mọi người. Hàng phong to chọn mẫu với cả nó thoải mái với cả nó có nhiều mẫu đẹp hơn đúng không chị? Có nhiều mẫu đẹp hơn cho mình. Nên cho mình con này sẽ là màu hồng cho em đây. Bao nhiêu mẫu hot mẫu gọi là dần mẫu hot với cả mẫu mới đây em sang gọi là cập nhật hết trên này rồi. Chị nào mình đang có ưng được cái màu này là màu hồng mình chốt thì em cho màu hồng này. Nhanh tay liền nha mọi người nha. Em đang có giá sale các chị Hoa. Em cho đang có giá sale cho mọi người nha. Chị nào mình đang có muốn em lên cái màu nào, mẫu nào thì mình cứ comment lên rồi em cho là mẫu kèm màu, đúng không? Mình cứ comment lên rồi em cho là mẫu kèm tông màu để em dơ liền màu cho mình coi là ok. Hồng đấy nha mọi người nha. Hàng phong to thiết kế dáng rộng các tính hoa. Mình ưng được cái màu nào rồi thì mình cứ comment lên rồi em cho là mẫu kèm tông màu để em dơ liền cho. Hồng này là hồng gọi là màu này em đây cho mình con này là hồng nhạt nha mọi người nha. Hồng này em đây cho mình con này sẽ là màu hồng nhạt. Màu này mà có nhìn sang này. Chị nào mình đang có muốn em lên cái màu nào, mẫu nào thì mình cứ comment lên rồi em cho là mẫu kèm màu, đúng không ạ? Mình cứ comment lên rồi em cho là mẫu kèm tông màu để em dơ liền màu cho mình xem là ok. Lên cho mọi người màu đỏ nha mọi người nha. Đây các tình ơi, dơ cho mọi người đây là màu đỏ này. Đó chị nào mình đang có ưng được cái màu đỏ thì mình chọn đi. Thích màu nào lấy màu đấy nha mọi người nha. Mình ưng được cái màu nào, mẫu nào rồi thì mình cứ vào trong đoàn chốt liền rồi em cho màu đấy là ok. Đang có giá sale nha các chị ơi, mình ơi. Đang có giá sale cho mọi người với cái mức giá tiền là gọi là bao nhiêu ta? 76k một chiếc này thôi. 76k một chiếc áo phông nha mọi người nha. Giá sale rẻ đấy. Chị nào mình đang có ưng được cái màu nào thì mình chọn đi. Đây là màu hồng, à quên nhầm, lộn, màu đỏ nha mọi người nha. Màu đỏ của nhà em rất tình hoa. Nhanh tay liền nha mọi người nhá. Chà, hàng phong to thiết kế dáng rộng nha cả nhà mình ơi. Hàng phong to phong rộng phong trùng mong ông mong với toàn lưu đến nha. Nhiều ấn follow tay của em chà. Để mình lấy voucher với cả lấy cái mã giảm giá các tình hoa. Lên cho mình con này sẽ là màu đỏ nha em Trang đây. Hình in của nó sẽ là in pet 5D nha mọi người nha. Bản in pet ngược cho mình nha các tình hoa. Ưng được cái màu nào thì mình cứ comment lên rồi em cho là mẫu cái màu để em dẫn cho mình coi là ok các tình hoa. Lên cho mình con này sẽ là hàng cotton khô nha mọi người nha. Chất vải của nó sẽ là hàng cotton khô, chất vải của nó sẽ là dày mềm nha các chị. Dày mềm thoáng mát và có thấm hút mồ hôi nha. Lên cho mình đi là màu đỏ cho em này. Nhanh tay nha mọi người nhá. Nhanh tay mình bấm mình bỏ trong cửa hàng liền xem trang đi. Em đang có giá sale các tình không ạ? Đang có giá sale cho mọi người là 76.000 nha mọi người nha. Nhanh tay mình tìm hết điều các chị ạ. Lên cho mình đi là màu đỏ này. Đủ cho mọi người là bao nhiêu ta? 6 màu, 6 tông màu của nhà em Trang nha mọi người nha. Được chưa? Mẫu đang cao là 1m57 nha các chị ơi. Em đang cao cho mọi người là 1m57 với cả em đang là 53 cân. Em mặc cho mọi người 53 cân, em mặc là màu trắng nha các chị. Chị nào mình đang có thích cái màu trắng thì mình chốt màu trắng đi. Còn đây là màu này em lên cho mình đi là màu hồng. Đây là màu hồng nha mọi người nha. Được chưa? Chị nào mình đang có ưng được cái màu rồi mình chốt đi. Nhanh tay liền nha mọi người ơi. Em đang cao là 1m57 rồi. Chị nào mình đang có muốn em lên cái màu nào, mẫu nào thì mình cứ comment lên rồi em cho là mẫu kèm màu nha. Đó màu đỏ của em Trang đây. Đủ cho mọi người là 6 màu nha các chị. Họ màu đỏ này mặc lên nhìn xinh ha. Đó màu này mặc lên nhìn nó vừa sang vừa đẹp cho mình luôn này. Đó chưa? Bao xinh bao sang cho mình luôn. Mình đã ưng được cái con màu của mẫu số 01 này rồi thì mình vào trong quán cho đơn liền rồi em Trang nhá. Được chưa? Em đang có giá sale các chị ơi. Đang có giá sale cho mọi người nha. 130k giảm giá chỉ còn 76k thôi các tình hoa. Đang có cái trong gọi là gì, đang ở trong cái thời gian flash sale nha mọi người nha. Đang ở trong thời gian flash sale thì mình nhanh chóng click gọi là đóng chốt đơn nhá. Nhanh tay nhanh chóng mình chốt đơn liền thì em xem là ok là có đơn cho mình luôn nha. Chà, hàng phong to thiết kế dáng rộng các tình ơi. Hàng phong to thiết kế cho mọi người thì là hàng phong rộng dáng to cho gọi là gì, hàng phong to dáng rộng cho mọi người. Có đi size phong từ 40 đến 30 thì các tình nha. 1m50 đến 1m70 thì em xem là có đơn rồi. Đây là mẫu số bao nhiêu ạ? Con này là mẫu số 01 của nhà em Trang nha mọi người nha. Mã số 01 của nhà em Trang đây là mẫu số gọi là gì 01 của nhà em và cái này nó là hàng gọi là gấu in nha mọi người. À, nhầm, đúng rồi, gấu in. Gấu in con này nó sẽ là gấu in gọi là áo len cho mọi người nha. Xinh lắm thì là mình đang có ưng được cái màu nhựa. Đã chốt là em cảm ơn chị yêu nhiều nha. Nhớ là săn luôn đơn trên like là được nha các chị yêu mình ơi. Lên cho mình đi là màu đỏ cho em này. Đó được chưa? Màu này em lên cho mình con này sẽ là màu đỏ đô nha mọi người nha. Chất vải của nó sẽ là vải dày nha. Chị hãy em lên cho mình con này sẽ là hàng vải dày dặn thoáng mát và nó sẽ có thấm hút mồ hôi nha. Đấy cái dòng chất này của nhà em Trang là dễ mặc các tình không? Nó dễ mặc và nó dễ mang. Đa phần là mình sẽ lựa chọn cho em Trang là những cái dòng phong này mình mặc đi học đi làm đi chơi này đi ăn đều ok nha mọi người nha. Được chưa? Nó phong to phong rộng các tình hoa. Mặc cái mẫu này nó dễ mặc mà, nó dễ mặc với cả nó dễ mang cho mình nha mọi người nha. Chị nào mình đang có ưng được cái màu nào mẫu nào rồi thì mình cứ vào trong đoàn chốt rồi em Trang đi. Thích màu nào lấy màu đấy nha mọi người nha, được không? Ưng được cái màu nào mẫu nào rồi thì mình vào trong đoàn chốt rồi em Trang màu đấy là ok. Nhanh tay nha mọi người, đừng quên bấm follow kênh của nhà em Trang nhá. Đừng quên ấn follow kênh của nhà em Trang, thả tim và dạy chia sẻ like để mình lấy voucher giảm giá được nha mọi người nha. Màu đỏ này mặc lên nhìn xinh thế mọi người ơi, màu đỏ này mặc lên nhìn sang quá này. Nhanh tay liền nha mọi người nha. 40 cân đến 70 cân này em có đơn rồi các tình không ạ? Chị nào mình đang có muốn em lên cái màu nào, mẫu nào thì mình cứ comment lên rồi em cho làm mẫu kèm màu nha. Được không? Mình cứ comment lên rồi em cho làm mẫu kèm nó tông màu để em dơ liền màu cho mình coi là ok. Em có đủ cho mọi người được 6 màu được các chị yêu ạ. Em mặc là màu trắng nha mọi người nha. Mẫu đang mặc cho mọi người là màu trắng. Em đang cao là 1m57 với cả em đang là 53 cân. Hình in của nó sẽ là in pet nha các chị yêu. Hàng in này em làm cho mình con này sẽ là hàng in pet 5D. Đó, mẫu đang cao là 1m57 với cả em đang là 53 cân rồi. Chị nào mình đang có muốn em tư vấn về cái form dáng thì mình cứ để lại cho em Trang chiều cao và cân nặng, đúng không? Mình cứ để lại cho em Trang chiều cao và để lại cân nặng để em tư vấn liền cho mọi người xem luôn.
luôn. Đây nha mọi người nha, em giá cho mình xem này. Đó mọi người thấy ok chưa? Hàng phong to thiết kế dáng rộng cho mọi người nha. Đẹp lắm, chỉ là mình đang có ưng được cái màu trắng này mình chốt này. Đó thấy chưa? 40 cân đến 70 cân là em mặc cái dáng là áo nó to cỡ này. Cái mẫu này thì mang bầu mình đều có thể mang được hết nha các chị yêu ơi. Mang bầu mang bí là mình mang được hết rồi em trang luôn. Đây là màu trắng cho em nha các chị. Em đang có giá sale rất là tình ạ. Đang có giá sale cho mọi người là 76.000 một chiếc nha mọi người nha. Đó mình ưng được cái màu nào rồi thì mình vào trong giá chọn liền rồi sang đi. Thích màu nào lấy cho em cho mọi người là ok các tình ạ. Màu trắng thì bao giờ mặc lên nó cũng sẽ dễ mặc các tình ạ. Nó dễ mặc và còn dễ mang cho mình luôn. Nhanh tay nha mọi người nha. Chị nào mình đang có muốn em lên cái màu nào, mẫu nào thì mình cứ comment lên rồi em xem là mẫu cái màu nha các chị. Nên cho mình con này sẽ là màu gọi là gì, hồng của em trang này. Đây các tình ơi, nên cho mình con này sẽ là màu hồng cho em nha mọi người nha. Chị nào mình đang có ưng được cái màu hồng này rồi mình chốt đi. Nhanh tay liền nha các chị, nên cho mình đi làm màu hồng của em này. Đủ cho mọi người là bao nhiêu ta? 6 tông màu. 6 tông màu của em trang nha mọi người nha, được chưa? Thích màu nào lấy màu đấy giúp em nhá, được chưa? Hồng này mặc lên nhìn sang này. Đó, vừa sang vừa dễ mặc cho em luôn nha mọi người nha. 40 cân đến 70 cân các tình không ạ? 1m50 đến 1m70 thì em trang là có đơn rồi. Đó, hình in của nó sẽ là in vét 5D nha mọi người nha. Hàng in của nhà em trang đây cho mọi người nó sẽ là hình in vét 5D và cái hình của nó sẽ là hình in dày nha mọi người nha. Đây các tình này. Đó, hàng in của nhà em trang đây. In của nó sẽ là in vét 5D của nhà em trang nha, với cả là chất vải của nhà em trang là chất cotton khô. Cái dòng chất này em làm cho mình con này sẽ là hàng cotton khô, chất vải là dày dặn giúp em. Dày thoáng mát và có thấm mồ hôi nha. Em đây cho mình là màu trắng đây. Mẫu đang mặc cho mọi người là màu trắng nha mọi người nha. Chị nào mình đang có ưng được cái màu trắng này rồi mình chốt đi. Thích màu nào lấy màu đấy các tình không ạ? Mình ưng được cái màu nào rồi thì mình vào trong giá đấy em trang màu đấy là ok. Em đang có giá sale nha mọi người nha. Em đang có giá sale cho mọi người là 130.000. 130.000 một chiếc và đang để cho mọi người giá sale là chỉ với giá là bao nhiêu ạ? 76.000 thôi. 76.000 một chiếc áo phông này nha mọi người nha. Mình cứ vào trong giỏ hàng lấy cho em trang một cặp là ok các tình không ạ? Nó có đủ cho mọi người là 6 màu luôn. Chị nào mình đang có ưng được cái màu nào rồi mình chọn đi. Em lên cho mình đây là màu trắng này. Đây là màu trắng nha mọi người nha. Chị nào mình thích màu trắng rồi mình chốt rồi em trang màu trắng là ok. Nhanh tay lên trạng gọi là gì, nhanh chạy gọi là nhanh tay nhanh chóng lên đơn nha mọi người nha. Nhanh tay nhanh chóng mình lên đơn điền cho em trang là ok nha mọi người nhá. Hàng phong to thiết kế dáng rộng các tình không ạ? Nhanh tay mình vừa mình bỏ vào trong cửa hàng liền rồi em trang đi. Số lượng con này là có hạn nha mọi người nha. Chị nào mình đang có ưng được cái màu nào mẫu nào thì mình cứ comment lên rồi em trang là gì ạ? Mẫu kèm màu đúng không? Mình cứ comment lên rồi em trang là mẫu kèm các màu để em dơ liền màu cho mình xem mà được nha mọi người nha. Hàng phong to dáng rộng các tình không ạ? Mặc lên cái màu này mặc lên nhìn sang đấy, mặc lên nhìn nó vừa xinh vừa sang cho mình luôn. Màu này là màu hồng nha cả nhà mình ơi. Đó, nhớ đừng gọi là gì, đừng quên ấn follow kênh của nhà em trang để mình lấy voucher giảm giá nha mọi người nha. Đây em lên thì mình là màu hồng đây, xinh chưa? Hàng impact chất vải là dày dặn nha mọi người nha. Đúng với ý tưởng mình vừa gọi là gì của mọi người đang muốn mua đúng không chị? Tầm này mặc cái hàng cotton là hợp lý các tình không ạ? Nó phong to chất vải của nó sẽ là mềm mịn, gọi là gì cho đi mọi người, chất vải của nó sẽ là mềm thoáng mát nha mọi người nha. Mềm thoáng mát cho mọi người, chị nào mình chưa có mua được cái màu này là màu hồng chốt thì em trang màu hồng đi. Thích màu nào lấy màu đấy nha mọi người nha. Ưng được cái màu nào mẫu nào rồi thì mình vào trong giá chốt thì em trang màu đấy là ok. Hồng các chị yêu ạ. Màu này thì mặc anh nhìn nó sang, có đủ cho mọi người là bao nhiêu ạ? 6 tông màu. 6 tông màu của nhà em trang nha mọi người nha, được chưa? Mẫu đang cao là 1m57 với cả em nặng 53 cân. Màu này mặc lên nhìn đẹp nhỉ. Trời ơi, màu hồng này mặc lên nhìn ok này. Đó, chị nào mình đang có ưng được cái màu rồi thì mình chốt đi. Thích màu nào lấy màu đấy nha mọi người nha. Mình ưng được cái màu nào rồi hay là mẫu nào rồi thì mình cứ vào trong khoảng lấy em trang màu đấy là ok nha chị yêu nha, được chưa? Hồng của nhà em trang đây. Hình của nó sẽ là hình in cái hình của nó sẽ là hình in nha mọi người nha. Hàng in vét 5D cho em xem màu đỏ. Ok chị Mỹ luôn, đây xem dơ liền cho. Đây nha tình ơi, hình này của nhà em trang là in vét 5D, bản in của nó sẽ là sắc nét cho em này. Đó, màu hồng đây. Chị nào mình đang có ưng được cái màu rồi thì mình chọn đi. Thích màu nào lấy em trang màu được nha mọi người nha. Lên cho mọi người màu gọi là gì, màu đỏ đây các chị yêu này, màu đỏ cho em nhất được chưa? Chị nào mình đang có ưng được cái màu đỏ này rồi mình chọn cho em sang màu đỏ các tình không ạ? Nhanh tay liền nha mọi người nha, em đang có giá sale các tình không ạ? Đang có giá sale cho mọi người với cái mức giá tiền là 100 bao nhiêu ta, con này là 130 giảm giá cho mọi người với cái mức giá tiền là 76k một chiếc nha. Em đang có giá sale đó mọi người, chưa bao giờ em để cho mọi người giá rẻ này luôn. Chị nào mình đang muốn mua là mình yên tâm nha, được chưa? Vô trong giỏ hàng chất là gọi là giữ chất đơn liền thì em trang đi là ok các tình ơi. Và trong giỏ hàng chọn màu thì em trang là được nha. Đây là màu đỏ này, nó màu đỏ hàng áo phông phông rộng nha mọi người nha. Áo phông phông to dáng rộng thì em trang các tình ơi. Nhanh tay liền nha các chị nào mình đang có ưng được cái màu nào thì mình chọn liền thì em trang là ok. Đỏ đô thì em trang ha mọi người ạ, được chưa? 40 cân 70 cân thì em trang là có đơn rồi. Nhanh tay liền nha mọi người nha, đủ cho mọi người là bao nhiêu ta? 6 tông màu của nhà em trang nha mọi người nhá, để cho impact 5D của nhà em trang bản in to cho mọi người nha. Dòng hình in này của nhà em trang nó sẽ là in to và bản nó sẽ là in lụa nha các chị. Cái dòng hình này em lên cho mình con này sẽ in lụa này. Đó mọi người thấy ok chưa? Chị nào mình đang có ưng được cái màu đỏ này thì mình vào trong giỏ chọn đi. Thích màu nào lấy thì em trang màu đấy là được các tình không ạ? Có đơn luôn nha mọi người nhá. Chị nào mình đang có muốn em lên cái màu nào thì mình cứ comment lên rồi em trang là mẫu kèm màu nha. Đấy chưa? Mẫu kèm màu liền thì em trang là ok. Lên cho mọi người đủ là 6 tông màu nha các chị yêu ơi. Chị nào mình đang có ưng được cái màu nào rồi mình chọn đi. Thích màu nào lấy cho em trang màu đấy là ok các tình không ạ? Nhanh tay liền nha mọi người nha, được chưa? Đó, mức cân lên 70 cân thì em trang là có đơn rồi. Lên cho mọi người màu hồng trước thì em trang cho mọi người nha, được chưa? Hồng của em trang các tình không này. Màu này em lên cho mình con này sẽ là màu hồng nha, đẹp không? Màu này mặc lên nhìn sang này. Chị nào mình đang có thích hồng thì mình lấy hồng nha mọi người nha. Thích màu hồng lấy cho em trang màu hồng là ok. Đó mọi người thấy chưa? Hồng này nha các chị yêu nhà mình ơi. Hình in của nó sẽ là in vét 5D, bản in gọi là in nét, bản in lụa cho mọi người. Chị nào mình đang có ưng được cái màu nào mẫu nào cứ comment lên rồi em trang là mẫu kèm màu đúng không ạ? Cứ comment lên rồi em trang là mẫu kèm màu tông màu để em dơ liền màu cho mình coi này được nha mọi người nha. Vừa sang vừa đẹp các tình không ạ?
vừa xinh vừa sang vừa đẹp cho mình luôn. Đó được chưa? Mà cái màu của nó dễ mặc nha mọi người nha, màu của nó dễ thương dễ đắp. Chỉ là mình đang có ưng được cái màu nào rồi mình chốt đi. Thích bộ nào áo có nhầm mẫu, thích cái mẫu áo nào rồi thì mình vào trong cửa hàng lấy riêng trong bộ đấy cho mọi người nha, được chưa? Kim lên lại cho mọi người về cái mức giá tiền là 76k thôi. Nhanh tay liền nha mọi người nha. Đây là màu hồng của em nha. Màu này là màu hồng dâu nha các chị. Cái màu này mặc lên nó dễ mặc lắm này. Đó, màu này mặc lên nó vừa dễ mặc, nó vừa dễ mang cho em luôn. Hồng nha mọi người nha, được chưa? Mình mặc sơ vin cũng ok nha các chị yêu. Chị nào mình đang có ưng được cái màu nào rồi mình chốt đi. Hồng của nhà em trang nha mọi người nha, được chưa? 40cân đến 70cân là ok các chị ơi. 1m50 đến 1m70 thì em trang là có đơn rồi. Đó, mẫu đang cao là 1m57 với cả em đang là 53cân. Cái này là form to dáng rộng nha các chị. Hình in của nó sẽ là in thiết kế hàng in gọi là gì? In lụa cho mọi người nha. Cái dòng hình in này của nhà em trang nó sẽ là in thiết kế dòng in gọi là gì? Cái dòng hình in của nó sẽ là in lụa. Hàng in lụa cho mọi người nha. Hàng in lụa 5D các tính ạ. Chị nào mình chưa có mua được cái màu này là màu hồng của mình vào trong cửa hàng nhá chị mình ơi. Vào trong cửa hàng săn màu cho mẫu liền rồi em trang là ok. Được không? Em đang có giá sale cho mọi người là 130k giảm giá chỉ còn với cái mức giá tiền là 76.000 thôi. 76.000 một chiếc nha mọi người nha, được chưa? 40 cân đến 70 cân là ok các tính ạ. Đem cho mọi người màu này là tông màu gọi là gì? Màu đen à, màu kem đi. Màu kem của nhà em nha mọi người nha, được chưa? Màu kem này. Chị nào mình đang có ưng được cái màu kem thì mình chốt liền rồi em trang màu kem là được nha mọi người nha. Nó hàng phong to các tính ạ, đẹp nhỉ. Cái màu kem này mặc lên dễ mặc các tính ạ. Nó dễ mặc với cả nó dễ mang nha mọi người nha. Chị nào mình đang có ưng được cái màu nào mẫu nào thì mình cứ comment lên rồi em cho là mẫu kèm màu nhá. Màu kem này các tình ơi. Đó vừa xinh vừa sang luôn đúng không? Mẫu số 4 đúng không ạ? Ok luôn chị yêu đây xem rơi cho mình cái mẫu số 4. Chị nào mình đang có ưng được cái màu nào rồi thì mình chọn nha mọi người nha. Thích màu nào lấy màu đấy các tình ơi. Nhanh tay liền nha mọi người. Con này nó sẽ là in pet giúp em nhá. Chà, chị nào mình đang có muốn em lên cái mẫu nào mình comment lên rồi em cho là mẫu kèm màu nhá, được không? À không cần phải còn gọi là gì kèm màu đâu. Mình chỉ cần comment lên rồi em cho cái mẫu rất là ok rồi. Lên mẫu để em rơi lên cả gọi là gì rất liền cho mọi người cả một màu là ok. Lên cho mình con này sẽ là màu kem của nhà em trang này. Không bốn đúng không? Ok chị chờ em xíu nha, đây là màu kem nè. Nhanh tay nhá, chất vải của nó sẽ là hàng cotton khô, chất vải là dày dặn mọi người ơi. Ưng được cái màu nào rồi mình chọn liền cho em trang màu đấy là ok, từ từ cho nó cho mọi người một màu đấy. Nên cho mình đây là màu hồng cho em này. Hồng của nhà em trang nha mọi người nha. Đấy chị nào mình đang có ưng được cái màu hồng rồi thì em mặc chị em đơn. Hàng phong to dáng rộng nha. Màu hồng của nhà em trang các tính không ạ? Hồng sen cho em, bà nào ưng hồng sen lấy hồng sen cho em trang là ok này. Em đang có